bạn đã quay trở lại với kênh Bibim Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn. Ở tập trước, biệt đội 4 người của cậu hai đã thành công xuất sắc vượt qua được những vòng đầu tiên của cuộc thi Vượt Qua Mộ Tổ. Và cuối cùng thì họ đi đến vòng chung kết. Trong vòng chung kết này, họ sẽ đối diện với con đại boss nào? Trùm cuối sẽ có diện mạo và khả năng phi phạm như thế nào? Thì bây giờ boss sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay nhé. Trương Tình mặt vẫn lạnh tanh, sau đó quay người rảo bước về phía trước. Trương Ba cũng chỉ biết lắc đầu rồi bước đi. Cậu hai chẳng biết khuyên nhủ thế nào, cũng đành mang cô đi theo. Trên đường đi, cậu ba mới chợt nhớ điều gì đó mà hỏi. Anh hai, nếu người đóng giả cho chúng ta làm mộ chủ, thì sao lại mất công bày trò đến thế? Em cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ. Lấy Chồng Ma, tác giả Mạnh Tuấn, chương 35. Nghe vậy, cậu hai cùng Trương Tình cũng có chút nghi ngờ. Thanh chèn lời vào. Trước khi đưa em vào đây, lão ta cũng thờ khấn tổ tiên. Không thể có chuyện mộ chủ ở đây lại quỳ gối vái người khác được. Trương Tình nói. Ta cũng cảm thấy nó không hề đơn giản. Cha thực sự của chúng ta đã chết, người kia cũng không phải là chủ mộ. Với lại lúc trước, khi ở dạng hồn thể bị chủ mộ điều khiển, thì mỗi lần ông ta gặp ta đều tỏ ra rất sợ hãi. Không có chuyện có người lại đi sợ chính mình như vậy. Câu mày một cái, cậu hai trầm tư tiếp lời. Em nghi ngờ là có người cố tình sắp đặt chúng ta vào đây. Mọi người có thấy chúng ta tập hợp được với nhau không phải là quá dễ dàng hay sao? Ngay cả mẹ chúng ta hay lão cũng không hề nghi ngờ. Trương Tình lo lắng hỏi cậu hai. Cậu biết gì về gia tộc của Trâm Anh, Trâm Ý không? Cậu hai ngước mắt nhìn anh trai mình, nói. Anh nghi ngờ Trâm Anh làm. Gật đầu một cái, Trương Tình nói tiếp. Đúng vậy, từ nhỏ Trâm Ý cùng Trâm Anh đã được gửi đến phủ họ Trương sống. Lúc ấy cậu đã bị đưa đi. Ta không biết bọn họ thuộc dòng họ có thế lực như thế nào mà lại được ở đây. Mẹ chỉ bảo ta là hai người bọn họ đều đã bị diệt tộc, chỉ còn hai đứa sống sót. Lúc ta 4 tuổi, gia đình chúng ta có nuôi một con mèo. Nhưng sau đấy nó đã chết. Chính mắt ta trông thấy, không thể nào sai được. Cậu hai thắc mắc hỏi. Con mèo đã chết thì liên quan gì tới việc này? Trương Tình đáp. Nhưng mà sau vài hôm nó lại sống lại. Nhưng dưới bụng nó lại có vết khâu bát quái. Ta thấy giống như nó được triệu hồi sống lại. Nghe hai người bàn luận, cậu ba đột nhiên chen lời vào. Nếu vậy cũng không thể chứng minh cô ta là người làm gì với cha chúng mình được. Hơn nữa em còn thấy người kia hóa sói, khí tức lại vô cùng giống cha chúng ta. Nếu vậy thì hơi mâu thuẫn. Khoan đã, nếu vậy có một khả năng. Không đợi cậu ba nói xong, hai người cậu hai cùng Trương Tình bỗng đồng thanh. Cha có anh hoặc em sinh đôi. Trương Tình nắm tay đấm mạnh vào vách tường gằn lên. Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi. Chắc chắn nếu chúng ta chết trong này thì cũng coi như là vật thí nghiệm. Nếu ra ngoài chắc chắn sẽ bị vây lại. Cuối cùng cũng chỉ thành toàn cho cô ta. Cô nãy giờ tiếp nhận thông tin của mọi người. Tay bất giác thò vào túi lấy ra miếng xăm âm dương rồi nói. Mọi người nói đúng. Nếu là bọn họ sắp xếp sẵn thì miếng xăm này cũng không ở đây. Đổi lại là tôi thì tôi sẽ phát hiện ra một nửa còn lại. Không có lý nào ông ta không phát hiện ra còn một miếng ở trong người tôi. Tất cả đều đã được sắp đặt. Cậu hai đáp. Nếu vậy thì chắc chắn cô ta đã vào đây một lần. Cũng biết đây chính là chìa khóa để vào hầm mộ cuối cùng. Nhưng cô ta không dám vào, bởi vì nếu như vậy thì chủ mộ vẫn được an táng ở đây. Cậu ba tiếp lời. Chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Có nên đi tiếp hay là không? Nếu giết được một chủ hóa giải lời nguyền, đồng nghĩa chúng ta sẽ bị mất hết sức mạnh hiện tại. Để đối phó với cô ta là điều không thể. Trương Tình tức khắc rơi vào một khoảng trầm tư. Đúng lúc này cậu hai mới nói. Em đã có sắp xếp một người hầu trong phủ. Cậu ta đã báo quan binh triều đình. Bọn họ chắc cũng đã đến. Vấn đề đáng lo bây giờ là còn mỗi Trâm Anh. Năng lực của cô ta vẫn chưa lộ ra hết. Theo em nghĩ bây giờ chúng ta chia ra. Một người trở lại báo tin với cô ta là mộ chủ đã chết. Thứ cô ta cần đang ở bên trong. Chắc chắn cô ta sẽ vào. Lúc ấy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Nhưng nếu cô ta không tin thì sao? Cô thắc mắc hỏi thì cậu đã đáp ngay. Bắt buộc cô ta phải tin. Không còn lựa chọn nào khác. Được, lần này để em trở lại. Mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi, em sẽ về sớm. Đến khi cô ta đến, ba anh em chúng ta sẽ hành động. Em không tin một mình ả có thể làm được gì. Cậu ba xung phong đi.
Cũng không ai ngăn cản bởi vì cậu là người phù hợp nhất hiện tại. Sau đấy, nơi này chỉ còn lại 3 người. Bọn họ tìm một chỗ khô ráo rồi nghỉ chân. Nhưng nghỉ ngơi chưa được bao lâu, đột nhiên một âm thanh trầm thấp, già nua bỗng vang vọng bên tai mọi người, khiến cho bọn họ cùng lúc bất giác mà giật mình. Đã đến rồi, sao không đi tiếp? Ta đợi các người đã lâu. Cả ba người lập tức đứng thẳng người dậy, cầm cây đuốc soi sáng xung quanh. Chẳng biết vì sao mà ba người bây giờ lại có chung một cảm giác lạnh sống lưng, giống như là vừa nghe thấy một thứ tồn tại đáng sợ đang nói chuyện với mình vậy. Trương Tình tuy mồ hôi đã đổ ướt áo nhưng vẫn nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh mà cất lời. Lão già không cần giả thần giả quỷ, có giỏi hiện hình ra đây. Cậu hai thị khác, cậu trầm ổn cất lời. Ông là thần chủ, chủ mộ ở đây. Trong không gian, nụ cười sảng khoái vang lên. Lâu lắm mới được nói chuyện cùng với người khác. Đã 200 năm rồi. Đã 200 năm. Các người thật có bản lĩnh. Ta đã đợi được. Trương Tình cau mày nói. Lão muốn gì ở chúng ta? 10 đời Trương gia bị lão nguyền rủa, này cũng nên kết thúc rồi. Thanh âm kia lại vang lên. Ta chỉ muốn mượn các người ít đồ. Vào đây. Đột nhiên, cây đuốc trong tay cả ba vụt tắt. Xung quanh lại rơi vào một mảng tối om như mực. Chỉ thoáng qua một cái, một ánh sáng màu xanh da trời bỗng lóe lên, chiếu sáng cả một khúc dài phía trước như đom đóm soi đường. Cậu hai thấy vậy liền nắm chặt tay cô rồi bảo. Giờ sao? Chúng ta có nên đi hay không? Trương Tình đáp. Ta không biết. Lúc này, bỗng cậu hai như người vô hồn, buông tay cô ra, ánh mắt thờ thẫn sảo bước về phía trước. Thanh giật mình thầm kêu, không ổn cố kéo cậu lại. Nhưng bây giờ bản thân lại cảm thấy vô lực, không thể điều khiển được hành động của mình mà bị thứ ánh sáng kia hấp dẫn mà bước theo. Chỉ có Trương Tình vẫn còn tỉnh táo một chút, vội mắng một câu. Chết tiệt! Sau đấy bản thân lại rơi vào u mê, bước theo hai người. Muốn giết các người thì dễ như trở bàn tay. Đi đi, đến đây. Thanh âm già nua lại vang lên lần nữa trong trí óc. Tuy bọn họ nghe được nhưng lại không thể làm gì nữa, đành mặc cho lão điều khiển. Đây là đâu? Trong cơn mộng mị, Thanh giật mình tỉnh giấc. Trí óc vẫn còn minh mẫn nhưng cơ thể lại không cử động được. Cô nheo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối. Cậu hai, cậu Tình, hai cậu có ở đây không? Không cần gọi, bọn họ ở nơi khác. Giọng nói già nua vang lên đáp lại lời cô làm cho cô sợ hãi. Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm mà lên tiếng. Tại sao ông lại đưa tôi đến đây? Ông đưa bọn họ đi đâu? Chủ mộ đáp. Bên cạnh cô. Thanh nghe vậy lập tức quay đầu sang hai bên, nhưng vẫn chẳng có gì. Cô thắc mắc hỏi lại. Ông chắc chắn sẽ không giết tôi. Nếu không, ông không cần phải rườm rà như vậy. Ông nói vậy là có ý gì? Lão đáp. Thật ra cô đang bị giam trong suy nghĩ của mình. Thế giới màu đen này chính là nội tâm của cô. Ta cũng chẳng thấy gì hết. Nó là một màu đen. Còn cơ thể cô đang ở bên cạnh bọn họ, cách nhau không đến một bước. Cô ngạc nhiên. Nội tâm? Ý ông là cậu hai cùng cậu Tình không bị làm sao? Thở dài một hơi, chủ mộ lại cất lời. Đúng vậy, bọn họ cũng như cô mà thôi. Chỉ khác một tí là bọn họ không được ta trực tiếp nói chuyện. Cô đáp. Ông muốn gì? Tại sao lại chọn tôi nói chuyện? Thanh âm kia lại vang lên. Bởi vì ta chọn cô, ta cần một người như cô. Lần này thì Thanh lại có chút sợ hãi, lại nghĩ tới mấy lần ông ta kiểm soát linh hồn Trương Tình định làm nhục mình mà cảm thấy ghê tởm. Cô cắn chặt răng mà tức giận nói.
tôi không còn trong trắng. Cơ thể lẫn tâm hồn này chỉ dành cho một người. Nếu ông muốn làm gì thì hãy giết chết tôi đi. Đừng mong dụ dỗ tôi. Người kia kinh ngạc, giọng nói có chút xấu hổ mà cất lời. Không như cô nghĩ, ta đã sống lâu lắm rồi. Cái sắc dục cô nói ta không quan tâm. Ta cần cô giúp. Chương 36. Tiếp đó, người kia lại nói. Ta cũng không còn sống được bao lâu nữa. Bây giờ chỉ còn là một tia tàn hồn giống như người hầu của ta cô gặp ngoài kia. Cũng không còn đủ sức giết các người. Thanh đáp lại. Tàn hồn như ông mà có thể điều khiển được Trương Tình sao? Đừng hòng lừa tôi. Ông có mục đích gì cứ nói thẳng. Dù sao tôi cũng không có giúp ông. Muốn chém muốn giết thì tùy. Tiếng cười thê lương phát ra từ trong bóng tối. Nó cứ vang vọng mãi không dứt, làm cho cô có chút lo lắng. Nếu cô giúp ta thì sẽ giữ được mạng sống cho tất cả. Thanh cau mày. Chẳng phải ông bảo không đủ sức giết hại chúng tôi sao? Giấu đầu hở đuôi. Tôi không tin là ông có ý tốt. Người kia đáp. Hơn 100 năm trước, ta đã là một đạo sĩ trừ tà. Sau một lần tìm được cuốn đạo thuật cấm, luyện thành công có thể giữ cho linh hồn bất tử. Ta vì không muốn cuộc sống ngắn ngủi giam cầm nên đã quyết định dùng thử. Kết quả là ta đã bất tử như ý muốn, có thể tự do làm những gì mình thích. Nhưng nó lại có tác dụng phụ cực kỳ nguy hiểm. Trong thể xác ta lúc bấy giờ lại tồn tại 2 linh hồn. Nghe thật kỳ lạ có đúng không? Cô im lặng không hề đáp, mà chỉ lặng lặng nghe âm thanh từ bóng đêm phát ra phân trần về quá khứ. Nhưng nó lại là sự thật. Mỗi người đều mang trong mình 2 phần thiện ác. Bất kể ai cũng không ngoại lệ. Ta cũng không tránh khỏi mà sinh ra ác tâm. Sau quá trình luyện thuật thì phần linh hồn tối tâm đã tách ra khỏi phần còn lại. Nó cùng ta tranh giành kiểm soát cơ thể. Nhưng do cuốn sách này quá tà quái khiến cho ác tâm ngày càng lớn mạnh, ta đã nhận ra từ sớm. Vốn dĩ để lâu dài không thể thắng nó, nên nhân lúc còn tỉnh táo, ta đã tự đào huyệt chôn mình ở đây, coi như kết thúc mạng sống. Trước khi chết, ta cũng đã chuẩn bị một số trùng đất để làm hộ pháp. Những bộ xương ngoài kia là do chúng giết để đề phòng xâm nhập, lỡ tay phá phong ấn thả ta ra. Những lời này có lẽ là thật. Giọng điệu lại mang chút tiếc nuối thâm trầm, giống như một người già hồi tưởng về quá khứ mà kể cho con cháu mình nghe vậy. Thanh có chút sững sờ. Cô rất nhanh hỏi tiếp. Thế thì tại sao phần kia của ông lại điều khiển được Trương Tình? Chẳng phải nó bị giam cầm rồi sao? Người kia đáp lời. Chuyện này phải kể cách đây 200 năm. Lúc ấy có một người vô tình đến đây, vượt qua được tất cả và đã được lập thể với nữ kia để đổi lấy sự giàu sang, phú quý. Nhưng mà giá phải trả là không ít. Người kia phải bán linh hồn cho hắn để bản thân hóa quỷ. Vợ người đó sau này đều sẽ phải để hắn nhìn qua. Nếu hợp tuổi, hợp căn sẽ đồng ý. Cô thắc mắc hỏi. Tại sao lại phải làm như vậy? Chẳng phải cưới ai cũng được sao? Thở dài một hơi, thanh âm bí ẩn kia lại vang lên. Cô nghĩ hắn chọn vợ cho người khác để làm gì? Tại sao cô không còn trong trắng mà hắn vẫn chọn? Bởi vì hắn đang tìm một người có một tâm hồn trong sáng để luyện cuốn đạo thuật này. Hắn muốn linh hồn cô, chứ không phải là thể xác cô. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tự do thoát khỏi ta. Chính đời họ Trương đã qua, nhưng hắn vẫn chưa tìm được người phù hợp. Đời thứ 10 lại gặp được cô. Cũng xem như hắn đã đoán được từ trước cô sẽ xuất hiện. Cô ngạc nhiên nói. Vậy ý ông là mẹ của cậu hai cũng đã từng luyện qua cấm thuật?
Người kia đáp lời: đúng vậy, nhưng cô ta không thành công, chỉ có thể hóa quỷ giống như ta mà thôi. Cô hỏi lại: mục đích của hắn là gì? Người bí ẩn đáp: hắn đã nguyền rủa nhà họ Trương mỗi đời sinh ba đứa con trai để hắn chọn một. Tất nhiên là chọn người ưu tú nhất để hắn hồi sinh trong cơ thể mới rồi. Bản thể của ta đã mục rữa, hắn muốn cũng không được. Nhưng điều kiện muốn hồi sinh thì phải song tu với cô sau khi học qua cấm thuật. Chỉ cần cô không hóa quỷ thì chỉ có như vậy mới hoàn thành được mục đích ban đầu. Cô lại tiếp tục hỏi: nhưng mà tôi vẫn không hiểu vì sao hắn lại có thể ra ngoài được. Chẳng phải ông nói hắn bị giam cầm cùng ông sao? Người kia đáp: vào 15 năm trước, có một đứa bé vào đây. Ta không hiểu vì sao nó có thể vượt qua được trùng yêu, qua bao nhiêu ngóc ngách lại tìm được hắn. Nó giống như là được ai đó gửi đến. Tuy còn bé nhưng đã có đầu óc của một người trưởng thành. Chỉ cần một cây kim nhỏ đã hóa giải được một góc phong ấn để một tia hồn của hắn thoát ra. Từ đấy mới trực tiếp điều khiển người kia. Nhưng phần lớn linh hồn hắn vẫn ở đây. Cô thốt lên: người kia là Trâm Anh? Hơi dừng lại một chút, thanh âm lại tiếp tục vang lên: ta không biết tên, nhưng thời gian ta không còn nhiều. Ta đã dùng hết sức lực cuối cùng giam cầm hắn. Chỉ cần ta tiêu tan thì hắn sẽ thoát ra và tất cả sẽ lâm vào lầm than. Thôi, nói đủ rồi. Sau khi nghe mọi chuyện, cô có đồng ý giúp ta không? Chỉ cần kết thúc, mọi việc sẽ trở lại bình thường. Lần này Thanh có vẻ đã tin lời của lão. Cô không do dự mà trả lời: ông nói đi, ông muốn tôi làm gì? Giọng điệu già nua lúc này lại mang chút ý tứ vui mừng. Lão lập tức nói: ta sẽ truyền thụ lại hết đạo thuật cho cô. Sau khi học xong sẽ để cho cô học cấm thuật. Chỉ cần cô không bị phần ác xâm chiếm, cô có thể có sức mạnh lớn nhất của ta lúc còn trẻ. Lúc đó mà tiêu diệt hắn, xem như hóa kiếp cho ta. Sau khi ta bị diệt, sức mạnh này cũng sẽ tan biến. Cô có thể cùng người cô yêu thương an nhiên mà sống tiếp. Cô cau mày: Nhưng mà thời gian không còn nhiều. Chỉ nửa ngày nữa Trâm Anh sẽ tới. Lúc đó e là... Như đoán trước được cô sẽ hỏi như vậy nên người kia chỉ cười nhẹ một cái: yên tâm, đây là trong trí óc cô. Ở ngoài thì chỉ trôi qua chưa được một khắc. Thời gian là quá đủ với cô. Nhưng trước tiên hãy làm nơi này có ánh sáng. Chỉ cần đuổi hết bóng tối trong tâm đi, cô sẽ học bước tiếp theo. Cô cau mày: làm sao tôi... Không cần hỏi, nhắm mắt lại tự tâm cảm nhận, bỏ hết hận thù, oán hận. Nói xong thì thanh âm kia cũng biến mất, bỏ lại cô một mình giữa một màu đen như mực. Thanh thở dài, cô nhắm mắt làm theo, nhưng làm sao có thể quên hết hận thù thì cô cũng không biết. Cô thở dài hồi tưởng, những dòng ký ức trong quá khứ lại ùa về, những giọng nói quen thuộc lại vang vọng trong đầu óc như vừa mới xảy ra. Con gái mẹ đảm đang lại xinh đẹp như thế này, ai cưới được con là phúc lắm đây. Con à, con đi gọi cha về ăn cơm. Lão này không lo làm ăn mà suốt ngày cờ bạc rượu chè. Có chừa cho con gái của mẹ chút thể diện để cưới chồng nữa không đây? Này con gái, cha là cha có đam mê cờ bạc một xíu, nhưng mà đối với cha, con là viên ngọc, là tài sản tích góp cả đời cha. Cha chỉ mong con được gả vào nhà giàu sang, sống sung sướng để bù đắp những ngày cực khổ bên cha mẹ. Con gái, cha thắng bạc mua cho con một bộ đầm mới này. Con gái lớn phải mặc đẹp một tí cho người ta nhìn vào, biết con lão hạ này là đẹp nhất làng huyện. À không, là đẹp nhất nước.
những lời nói, cảnh tượng ấm áp ngày nào của cha mẹ lại ùa về. Lệ châu trên khóe mắt cô theo cảm xúc mà rơi xuống. Cũng không biết qua bao lâu, cô như chìm vào một thế giới riêng, không âm thanh, không ánh sáng. Tất cả như mơ hồ, ngay cả cô cũng không biết mình đang ở đâu. Nàng dậy đi. Đột nhiên, tiếng của cậu vang lên làm cô trong cơn mộng mị tỉnh giấc. Cô chậm chậm mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt làm cho cô suýt nửa giật mình. Đây là... Trước mắt cô là gian phòng quen thuộc. Cô ngỡ ngàng không tin, đưa tay lên nhéo má mình một cái thì có cảm giác đau truyền đến. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô lập tức đứng dậy mở toang cửa phòng. Một mùi hương đào theo gió thổi vào mũi. Cô dõi mắt nhìn ra thì thấy một vườn đào đầy hoa đẹp đẽ đến lạ thường. Con ơi, gọi chồng con ra ăn cơm. Cô vui mừng quay đầu lại thì đã thấy cha mẹ mình ở đấy. Thấy con gái mình không được bình thường, bà Tư liền bước lại. Sờ lên khuôn mặt đẹp đẽ của cô mà ân cần hỏi. Con gái, con sao vậy? Thằng hai nó làm gì không tốt với con à? Hay là con có chuyện gì? Cảm giác này rất thật, khiến cô vui mừng đến phát khóc. Mẹ! Cha! Cậu hai! Đúng là mọi người thật rồi! Con không phải mơ! Chương 37. Thời gian trôi qua, cô cũng chìm vào cuộc sống thường nhật bên cha mẹ và cậu mà vội quên đi quá khứ. Cũng không còn nhớ tới lời của mộ chủ nữa. Cảm giác đó như là một giấc mơ vừa mới xảy ra với chính mình vậy. Vài năm sau, vào một ngày nọ, cha mẹ cô cũng đã trở lại làng Hạ. Nơi này chỉ còn cô với cậu hai. Không hiểu mấy ngày gần đây trong người cô lại có cảm giác kỳ lạ. Nó cũng chỉ mới xuất hiện một tháng nay. Cô vui thì hoa nở rộ, cô buồn thì hoa đào đồng loạt héo úa. Thật kỳ lạ. Cô ngồi cạnh ghế đá, đưa tay bắt lấy một cánh hoa đào đang tung bay trong gió. Nhưng nó vừa chạm tới tay cô thì lập tức tan thành bụi phấn. Cậu hai lúc này cũng đi tới, cũng trông thấy cảnh tượng kỳ lạ nhưng khuôn mặt lại không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ cười. Nàng có tâm sự gì sao? Cô nhìn dáng người quen thuộc, miệng nở nụ cười ấm áp đáp lại. Không có gì, em chỉ thấy kỳ lạ, giống như là cái thế giới này không có thật. Giống như em cố tình để mình bị nhốt ở đây mãi không thể trở ra. Nhưng mà em lại mong muốn một cuộc sống như vậy. Cậu ân cần đáp lại. Chỉ cần nàng vui là được, ta mãi mãi ở bên cạnh nàng. Cô chỉ cười không đáp. Đột nhiên, ngay lúc này một cơn gió mạnh thổi đến khiến cho bụi đất bay mù mịt. Hai người cau mày đứng thẳng dậy, cậu hai chắn trước người cô rồi thở dài. Rốt cuộc, nó cũng đã tới. Cô hơi bất an, hỏi. Nó là ai? Cậu trả lời. Ta không biết, nhưng mấy năm qua ở cạnh nàng, ta đã biết sớm muộn cũng có ngày này. Đột nhiên, từ phía rừng cây, một người phụ nữ mặc bộ váy màu đen chậm rãi bước ra. Cả Thanh và cậu đều dõi mắt nhìn lại. Chuyện này, tại sao lại có hai người? Cậu hai ngước phía trước rồi nhìn sang phía cô mà kinh ngạc thốt lên. Bởi vì phía trước, người phụ nữ kia lại có dáng vẻ thân hình hay gương mặt đều giống cô như hai giọt nước. Quả thật là không thể phân biệt được. Ngay cả Thanh cũng bị dọa cho giật mình. Cô hơi bối rối, không biết chuyện này là như thế nào mà lập tức nói. Cô là ai? Tại sao lại giống tôi như vậy? Người kia mỉm cười, thái độ hiển nhiên đáp lại. Tôi là cô là tôi, hai chúng ta là một. Thanh đáp. Không thể nào, rốt cuộc cô là ai? Người kia bỗng nhiên đưa tay tự tát vào mặt mình một cái. Nhưng lúc này Thanh bỗng cảm thấy bờ má mình tê tái như vừa rồi có ai đó đang tát mình vậy. Chuyện này
không thể như thế được. Mặc cho Thanh hoang mang, nhưng cô ta vẫn bình thản mà đáp. Cô đã ở đây được 5 năm, cũng đã quên hết những gì đã xảy ra ở mộ tổ nhà họ Trương. Trong 5 năm nay, tâm ma của cô đã lớn mạnh, có thể lấn át bản thể. Và tâm ma đó chính là ta. Hôm nay ta xuất hiện là để thay thế cô. Tất cả những gì cô chưa làm được, ta sẽ thay cô làm tốt hơn. Cô chỉ là một con người yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào người khác, cũng không có giá trị tồn tại. Thanh cau mày. Cô nói vậy là có ý gì? Chỉ cần cậu hai bên cạnh. Chưa nói xong câu thì tâm ma kia đã cắt lời cô. Nếu cậu ấy không bên cạnh cô thì sao? Đột nhiên bàn tay cô ta phất lên, cậu hai bên cạnh cô lập tức vặn vẹo rồi tan biến mất ngay trước mắt. Thanh lập tức sững sờ. Cô làm gì cậu ấy? Người kia đáp. Để cho cô biết, nếu cô không có người khác bên cạnh bảo hộ thì sẽ không bao giờ có thể làm được chuyện gì. Cậu hai của cô đã bị ta giết chết. Thanh dường như không hề tin tưởng cô ta mà đáp. Không thể như thế được. Cậu hai không thể chết dễ dàng như vậy được. Không cần nhiều lời nữa, tin hay không thì tùy, cô cũng nên biến mất rồi. Dứt lời, đôi tay cô ta vung lên trên trời, tay không ngừng kết những thứ ấn kỳ lạ. Lập tức, một cái hố đen từ phía sau lưng theo kết pháp xuất hiện. Lúc đầu nó chỉ nhỏ bằng cái bát cơm. Kỳ lạ là tuy nó nhỏ như vậy nhưng nó lại có một lực hút vô cùng lớn. Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ bìa rừng phía sau đã bị nuốt chửng, chỉ còn lại một màu đen như mực. Sâu thăm thẳm không có điểm cuối. Bây giờ nó đang nuốt chửng tất cả mọi vật và đang lan rộng đến vườn đào. Nhìn mọi thứ xung quanh mình biến mất như vậy, cô lại cảm thấy nội tâm mình bất an mãnh liệt. Đúng lúc này, âm thanh của người thần bí dường như đã dần quên lãng trong trí óc cô lại lần nữa xuất hiện. Tất cả xảy ra ở đây chỉ là cô tưởng tượng. Ta đã cố tình để cô quên hết những chuyện xảy ra trong hầm mộ, để nó không nghi ngờ mà lộ diện. Đạo pháp của ta những năm qua, cô cũng đã lĩnh ngộ được, cũng đã học được cấm thuật nên mới triệu hồi nó. Bây giờ cô phải chiến thắng được chính bản thân mình, nếu không cô sẽ thực sự biến mất. Lời của lão vừa dứt xong thì trong đầu Thanh những ký ức đã mất này lại nhanh chóng ùa về. Cô ôm đầu đau đớn mà gào lớn rồi khó nhọc hỏi. Đạo pháp của ông tôi chưa hề học. Lão mộ chủ lại nói tiếp. Tĩnh tâm, cảm nhận chữ đạo. Đột nhiên, tiếng nói của lão cũng dừng hẳn. Lúc này bóng đen đã bao trùm lên mọi thứ, chỉ còn lại khoảng cách giữa cô và một cây đào mà thôi. Thanh trợn mắt nhìn về phía bản sao của mình. Cô không nói gì mà trực tiếp nhắm mắt lại. Tâm ma của cô cười lớn. Buông bỏ rồi sao? Yếu đuối. Cô không xứng đáng để có được cuộc sống yên bình. Nhưng Thanh vẫn không hề đáp lại. Trong đầu cô lúc này không để tâm điều gì mà hồi ức lại cuộc sống an nhàn bên gia đình hạnh phúc mấy năm qua. Nước mắt cô khẽ rơi xuống tay. Từng ký ức hiện về như xua tan đi hết mọi nỗi sợ lúc này. Đạo là gì? Đạo của ta là khác biệt. Đạo của ta sinh ra là để bảo vệ người mình yêu thương. Đạo của ta là đem lại sự sống. Đạo của ta không phải để hủy diệt mà là để tái sinh. Đạo là ta. Ta là đạo. Thanh âm như có như không từ trong miệng Thanh xuất hiện. Cả người cô lúc này bỗng nhẹ như bông mà lơ lửng dưới không trung. Ngữ điệu trầm ổn không ngừng vang vọng khắp nơi này. Tâm ma của cô ngạc nhiên. Bóng đen do cô ta điều khiển cũng không thể nào tiến lên bao trùm một góc nhỏ còn lại. Bỗng lúc này, từ thân cây đào bên cạnh, những cánh hoa đào bỗng tự mình rời khỏi thân cây mà tung bay trong gió. Bay ra tứ phía rồi rơi nhẹ trong bóng tối. Nhưng bọn nó không hề bị nuốt chửng mà tan biến. Thay vào đó, khi những cánh hoa vừa chạm vào bóng đen thì lập tức một chút ánh sáng hiện lên. Trong phút chốc,
từ nơi đó, một cây mầm non khẽ đâm chồi. Theo thanh âm còn vang vọng của thanh, bọn nó như được tiếp thêm sức sống, nhanh chóng lớn lên như thổi, biến thành một cây đào khác. Từ những cây đào đó, những nhánh cây khẽ nở rồi lại tiếp tục tản ra theo cấp số nhân. Ánh sáng lại một lần nữa trở lại. Tâm ma của cô lúc này bỗng nở một nụ cười. Quả nhiên cô làm được. Ta đã rất kỳ vọng ở cô sẽ thắng ta. Tuy là tâm ma, nhưng ta cũng rất yêu mọi người, giống như cô yêu họ. Cũng đến lúc ta biến mất, trả lại mọi thứ cho cô rồi. Chợt nói, cô ta thu tay lại, bóng đen cũng dần biến mất. Lúc này cơ thể của tâm ma như mờ đi, dường như có thể tan biến ngay lúc này. Đúng lúc này, Thanh đang trong trạng thái hoàn mỹ bỗng mở mắt ra. Trong cô lúc này tỏa ra ánh sáng thánh khiết như tiên nữ không vướng bụi trần. Tóc mai khẽ bay trong gió, môi mỏng khẽ rung lên trông xinh đẹp vô cùng. Màn lột xác này nếu Trâm Anh có ở đây cũng phải ghen tị vì nhan sắc. Bàn tay ngọc ngà vung ra, bất giác miếng xăm âm dương cô giữ trong người cô theo đó xuất hiện lơ lửng giữa bầu trời. Thanh âm như chuông đồng trong trẻo từ miệng cô cất lên. Cô là ta là cô. Cô không cần phải biến mất. Cô là dục vọng khao khát hạnh phúc của ta. Trở về đây. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay đó các bạn. Đọc xong tập này thì Bắp bị trầm cảm. Tại vì tập trước mình lỡ ghép, mình tội lỗi quá, xin lỗi cậu Tình nha, em lỡ ghép cậu với lại Trâm Anh, mà em không ngờ là Trâm Anh nó ác như vậy, nó ác từ nhỏ luôn á cậu. Cho nên em xin lỗi, em tìm mối khác cho cậu nha. Chứ bây giờ là coi Trâm Anh là thôi không dám ghép nữa. Thôi không làm bà Mai nữa đâu các bạn. Trời ơi, bà Mai ngoài đời không dám làm, nhảy vô trong chuyện làm bà Mai, ai nghe vô trong chuyện bà Mai bị tác giả tát cho thẳng vào trong bản mặt mình, trời ơi. Nhưng mà đại khái là cái bà Trâm Anh bà cũng bày mưu ra tất cả mọi chuyện làm khó khăn những người ở trong biệt đội của cậu hai, đến khi mà đi vào mộ tổ để bày ra tất cả mọi thứ. Wow, tướng là thực ra là mọi sự việc là tác giả Lực còn nhanh hơn là Lực bánh tráng nữa. Nhưng mà những tình tiết Lực này lại rất là thú vị khi phát hiện ra rằng thì ra là chùm cuối có vẻ như đáng sợ lại không hề đáng sợ, nhưng trong cái không hề đáng sợ đó lại rất là đáng sợ. Đó là chùm cuối thì lại có hai mặt thiện ác, mà hơn là đi vô gặp ông thiện. Ông thiện cũng muốn trừ ông ác, và cái người mà mình nghĩ là chu cha yếu đuối là cái người mà gánh nặng của team. Không, cái này là báu vật của team nha các bạn, chưa có được phát hiện ra cái tài năng đó thôi. Và bây giờ cái viên ngọc đó đã được mài sáng, giống như là được lột xác vậy đó. Ban đầu cái level sắc đẹp của chỉ là mới có 70 thôi, thì Trâm Anh thì tầm khoảng chừng 85. Bây giờ level sắc đẹp của chị vọt một phát lên 100 luôn các bạn. Trâm Anh có ở đây thì cũng phải ghen tị với sắc đẹp của nàng ta mà thôi. Bây giờ là trời ơi Thanh, là bây giờ là vừa đẹp người vừa đẹp nết nữa. Giống như là cái ông già bí ẩn kia nói, nếu mà vượt qua được thì xuất sắc, có thể diệt trừ được tâm ma của ông. Thì bây giờ là mọi người cứ nghỉ ngơi đi, để cho Thanh gánh tim nha các bạn. Bây giờ mọi người mệt đúng không? Ngồi nghỉ đi. Trời ơi, giờ Thanh là mạnh rồi. Không sợ thằng nào hết. Ra đây, chị chấp hết. Kiểu vậy. Ok, và bây giờ là đang tới một cái hồi rất là hấp dẫn. Đó là sau khi Thanh có sức mạnh, thì sức mạnh đó sẽ khiến cho Thanh có được cái pháp lực màu nhiệm như thế nào. Và sức mạnh màu nhiệm đó sẽ khiến cho Thanh có được những cái khả năng đặc biệt nào để đánh lại tâm ma của ông cái già bí ẩn ở trong cái cổ mộ đó. Thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn trên kênh Bibim Bắp nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé.